Rồi, phụ tùng chiếc thứ hai đầu xuân năm mới. Con này là chiếc thứ hai của 3.0. Chiếc thứ ba của hãng Covid sáng nay rồi. Cái hàng này nhá, giới thiệu đang đây là hàng đeo đi Covid trực tiếp từ đeo USA. Tất cả cái shipping như này là đeo USA nó xuất hết. Đây tem mác này. Cái này là về Việt Nam mình gắn vào đây để thị trường nó yêu cầu thôi. Đây cái tem mác đây bên là Mỹ này. Cái này là Mỹ này. Đây là shipping ở bên Mỹ này. Đây là lỗ địa shipping bên Mỹ này. Đấy. Không, cái này nó cái từ số CVT là nó tra ra. Đánh nhầm ở đây không quan trọng, nhưng từ số CVT là tra ra hết. Cấu hình với cả tên máy nó là ở đây. Từ cái số CVT của số này. Cái số này nó bị trùng số đít máy, trùng số con số mẫu. Đấy, ngoài thùng và cái cam kết là cái hàng nguyên này nguyên niêm phong. Đây, trực tiếp thì đeo cái ra, chưa khui thùng gì cả. Hôm nay bảo hành 6 tháng và lỗ thành cứng 15 ngày 1/1. Nếu mà sai, không phải hàng đi đeo đi không biết từ Ukraine thì anh mang về đây trả lại máy, bên này hoàn tiền và đền bù 300 đô. Đền bù 300 đô tại vì là lừa đảo khách hàng. Đấy. Đây sạc này là sạc mới 100% này. Sạc này là sạc mới 100% anh mua trong nước. Cái sạc khuếch nó chỉ có khoảng 300-350 thôi. Sạc này đeo Vinovit của nó thì nó được đánh giá là chỉ sau hàng mới thôi, còn nó hơn cái hàng đã qua sử dụng. Nếu có vết sử dụng nó chỉ lướt lướt, anh nhìn trong gần như là mới luôn. Tem mác đây, giấy tờ đeo Vinovit.com xuất xứ từ đeo USA. Đây vết cấn thôi. Đây là mua hộ à? Đây có đúng chiếc này thôi anh. Có hàng mới thôi, giá nó rất là cao. Mới nó trên 25 triệu thôi. 28 triệu đến con 7 thế. Đời sau con này mình còn 1.300. Chỗ này cho mình dễ nhìn. Đánh giá. Cái này nó được xếp ở cái đây rồi, tất cả cái tức nó gần như là không có ảnh hưởng đến máy cả, nó cho vào. Vâng. Cái gì vào xong? Xem xe máy gì nhỉ? Dạ vâng, xem cái laptop chỗ lên bật của thiền thương. Chờ một chút nhé. Cái con 73 con này. Cái con này là ship cho người khác. Rồi giới thiệu.